Bên mình nó là đến trực tiếp nhà mọi người lấy hàng để gửi Việt Nam luôn. Và những cái xe mà mọi người hay hỏi mình đăng á, là thường nó lâu lâu thì bên công ty của mình nó cũng đấu giá được vài con vậy mọi người. Mấy cái xe này mọi người đặt hàng rất là sớm luôn. Cho nên nó khi mình đăng lên đèn á, như vậy á, bạn nào mà chốt trước thì mình để trước nha. Bên mình nó khi đến nhà trực tiếp mọi người lấy hàng luôn, thì những bạn nào mà đặt hàng ở đặt mua xe của mình ấy thì trong Tokyo là tụi mình giao luôn nha. Ví dụ như trường hợp của anh này cũng vậy nè, là anh thấy mình đăng xong là anh chốt rẹt 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 đường của mọi người, là chốt xong sau đó 5 phút luôn đấy, là thế là bữa nay mình giao luôn và giao trong đêm luôn. Chính xác thì cái này mình quay vào lúc tối hôm qua luôn mọi người, vào lúc 1 giờ đêm hôm qua luôn. Nói chung á là bên mình á là do giao hàng trực tiếp cho nên thành ra là tụi mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian làm sao để cho tiện cho có đôi bên luôn. Và cái vấn đề mà gửi hàng về Việt Nam cũng vậy luôn, khi mọi người mà gửi hàng bên mình á là bên mình cũng sẽ lấy hàng theo cái khung giờ của mọi người nữa, làm sao mà để cho cả hai bên cùng thuận tiện mọi người nha. Nên là những bạn nào muốn gửi hàng Việt Nam thì cứ nhắn tin cho bên mình là bên mình đến trực tiếp nhà mọi người lấy nha. Còn những cái sản phẩm mà bên mình đăng lên trang á thì cái đó lâu lâu bên mình đấu giá mới được, nên thỉnh thoảng thì mới có hàng á, cho nên là khi mình đăng lên thì các bạn nào chốt trước thì mình để trước nha. Cứ xe đạp thì trong Tokyo là mình giao đến tận nhà cho mọi người luôn. Còn những bạn nào gửi hàng Việt Nam thì cứ nhắn tin cho bên mình là bên mình cũng đến trực tiếp nhà mọi người lấy hàng nha. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mình nha.